Xin chào bà con cô bác, xin chào đại gia đình. Hôm nay mình đi qua bên thăm bà, có cái lễ Tết Trung Thu á, ở giáo xứ Thánh Du Xe ở bên thăm bà. Bữa nay mình đi vô đây thử coi trong đây nó có bán gì không, có vui chơi gì vui lắm nha. Xin mời bà con cô bác xem Tết Trung Thu ở bên Mỹ như thế nào nha, mà ở Florida bên Tampa, tại giáo xứ Thánh Du Xe. Ồ, mới bước vô đã nghe mùi đồ ăn rồi. Nghe mùi bún bò Huế. Rồi mình không ý bông màu vàng đẹp quá, mình không có con nít dẫn theo. Quá trời nít luôn. Rồi bắt đầu từ đâu? Đây đi. Đây bán gì đây? Đây bán bún bò Huế à. Em mua Huế hả chị? Dạ. Không thì được cái mua con đó. Em lấy lại chị nha. Lấy cái này nha. Bán ra đây ngồi ăn luôn. Đây có bán bột chiên nè. Wow, ngon quá ha. Thịt nướng. Gỏi cuốn. Chị bán em cái giò chị ơi. Dạ 4 cái trứng đen. 10 trứng đen. Lấy 4 cái đi. Dạ đây nè. Em lấy bỏ vô. Có bịch bịch bự cho em đi. Bự bự á. Bao nhiêu cái giò này, 2 cái nhiêu? Dạ 4 cái 5 đồng. 4 cái 5 đồng cho em 4 cái. Dạ con nước mía. Nước mía ở ngoài nhà. Dạ con kia. Chị em lấy cái này luôn chị ơi. Có cái nĩa cái muỗng gì đó hả? Đây bán cháo hả? Chỗ này cà pháo hả chị? Ồ nó bự quá ha. Không mà nó ngon lắm. Non không? Non không? Bao nhiêu bịch? 5 đồng. Dạ. Nó sợ nó có nó già không? Lấy con bịch đi. Tại vì con cũng chẳng còn nữa, có một ngày nữa nè. Dạ. Mướp đó nè, trời ơi bán rau ngon quá. Ý trời ơi non chẹt luôn. Mướp này. Dạ. Mướp nhiêu luôn? 5 đồng. Có 5 đồng 5 đồng vậy hả? Rồi, chơi luôn.
Mua ủng hộ nào. Này đi. Dạ. Ê, cà pháo phải ăn chung cái này cô ơi. Ừ. Trời ơi, bỏ cái này là chết. Dạ, cứ 5 đồng chợ miết luôn. 5 đồng mà nhà thờ bán có 5 đồng thì được 5 đồng. Dạ. Ủa cái bơ này cũng 5 đồng luôn á hả cô? Bơ này 5 đồng luôn hả? Bơ này nhà chồng á hả? Của nhà thờ chồng đó. Wow, ngon quá ha. Ừ. Mua bông đi, bánh rẻ mà. Chút nữa con quá rẻ. Bây giờ tại vì con sách nặng quá. Để bỏ đây nè. Bỏ đây ha. Ok. Dạ đúng rồi, rồi cái con bịch ly mua ủng hộ nhà thờ phải không? Ừ. Rồi chơi luôn, cô trái này chín nè. Rồi có 5 đồng nữa. Vô hết tiền. Vô hết tiền luôn. Tên gì vậy con? Dạ con tên Trang. Ok. Rồi ghi tên vô hả? Dạ. Nè rau muống 5 đồng nè. À, mướp 5 đồng nè. 5 đồng như dễ không? Dễ lấy tiền. Rồi vô luôn, gửi con đi em đảo một vòng nữa, không xác định nữa. Giờ gửi cô đó thì mình đi vòng coi, sách nặng lắm. Đây là nước mía nha. Đây là bánh mà. Wow, ngon quá ha. Ngon lắm chị ơi, 10 đồng, 5 đồng 2 cái. 5 đồng 2 cái. Lớn là 10 đồng 3. 1 cái hả? Ok. Hình như cách lai phải không? Là lá dứa của chị ơi. Cách lai. Qua gian hàng này có bán gì đây? Bánh chè, bánh tiêu, bánh chuối. À? Chuối. Chuối. Chè. Đây gian hàng chè. Trà sữa hả? Có đồng đèn. Có đồng đèn. Có đồng đèn nữa mà. Hai ông luôn phải là chủ đèn đâu. Lấy cái bàn đi. Em nói rồi thì không chịu ra nước giùm em đi. Nước không quá trời sao? Đắt không kịp luôn á. Dạ. Kịp ngon lắm mấy chị. Nhiều cây vậy? Đây 5 đồng một cây. Em mới lấy. Kịp rất là ngon. Cô nấu hả? Cô ướp. Cô ướp hả? Yes. Em mới đưa 20 cây. Ok. Còn nem nướng nhiêu cô? Nem nướng 5 đồng. 5 đồng luôn, có 5 đồng. Khi nào mà bán người nào lấy tiền người đó luôn. Không có tiền người được quay này kia là bị lộn. Lấy hai cây này hai kia đi. Khi nào mà đưa tiền là cứ lấy đồ thôi. À. Cho cái bao luôn anh. Ông thợ. Ok, đợi em chút. Chị bé tay đi, chị bé tay, chị thấy. Bé tay, bé tay. Thôi. Chị Hơn bên đây là bột chiên. Còn quá trời nữa cô. Ờ. Cho vô đây coi. Đây. Đây là gian hàng bột chiên nè. Đó. Năm nào cô cũng bán bột chiên đó. Dạ, đi vòng vòng. Nó chào như mình đi khách mở. Dạ, con hưởng cho mở ăn chứ. Khách mở hả? Quay hậu trường cho bà con coi nè, thấy không? Chiên bánh xà, chiên bánh gì qua đây?
bột chiên. Ở kia xa xa kia là nướng thịt kìa. Đó. Bánh đắt ghê luôn á. Chi bánh tiêu nè. Cảm ơn kia chị ơi, cảm ơn chị nhiều nha. Chị cho em chú chiên gì ơi? Dạ. Trà đào ạ. Cái này một đào tươi thôi chị. Ờ, với nha. Dạ. Ly trà đào nha. Như vậy như vậy? Dạ 5 đồng 4 miếng. Em lấy cho chị 4 miếng ha. Ồ. Ờ. Rồi. Nữa nhờ. Chị lấy cái này nữa. Không, 2 miếng được không? Rồi cái này được không? Dạ. 3 đồng đúng không? Với 2 miếng 2 đồng. Mua luôn đi. Dạ, ok. Tại con mình ăn à. Dạ, anh nói á. Với cái này ha. Không trà, không trà. Đi ha. Cha chị với cha ăn. Lại mình bún bò Huế ăn coi. Đây mình ghé vô mình ăn bún bò Huế. Anh ơi anh nhiêu to anh? Lấy em to nha. Rồi, thank you anh. Yeah. Ủa có rau riết gì không? Dạ, yeah, có. 12 đồng đây khoảng chứ. Dạ. Yeah. Có rau anh chị? Ô nè, có bún bò Huế. Thank you. Thank you.
gân nữa nè, thấy không? Ừ. Ăn ngon nhé. Dạ. Rồi ăn hết tô bún luôn rồi nè mọi người, thấy không? Quá ngon luôn. Quá ngon quá, mua thêm 2 phần to go luôn. Em để đứa ông nữa. Đây em xin tiền nha, 24 đồng. Tiền đây. Quá trời ngon luôn. Ngon chú. Quá ngon ha. Chú ở xứ này á hả? Chú ở đây á hả? Hả? Chú không phải ở đây hả? Dạ. Con ở bên xứ các bạn Việt Nam ở bên xem bí á. Dạ. Bên đó năm nay không có tổ chức. Lớn con, cũng lớn. Dạ, bên đó cũng lớn lắm. Em xin như vậy nè, chưa có cô đây nè. Mấy người lồng đèn hết, đốt lồng đèn vậy, có đốt lồng đèn không? Mua lồng đèn vậy thôi hả? Hả? Ờ mà mua vậy thôi không có đốt hả? Ờ. Không đốt cho nó đi cho nó vui. Vậy hả? Vậy hả? Ủa lắm nó có làm gì đó không? Vậy hả? Dạ, có cái nhạc trong đó. Number one, đèn ông sao lấp lánh. Nhưng mà cái này mình không có đốt điện được không? Ok, đèn này là đèn chớp chớp thôi. Đèn battery. Ok, thank you. Chào mừng ông, chào phát tay. That's number one. Alright, number two. What is your name? On. On. Ok, he's number two. Đèn cá chiếc. Wow, and this is battery also? Alright, very traditional. Okay, thank you. You can go back to your place. That's number two. That was so high. Number three. What is your name? Jackie. Alright, Jackie. Jackie's number three. And what? Ooh, this is very pretty. Can you explain the lantern? Can you explain the lantern? It's like a jellyfish. It's a jellyfish. Can you explain the scenery on the lantern? Okay, who helped you with the lantern? Yeah. See your artwork. This is Nicole. And what does Nicole have? A small replica of the Mid-Autumn Festival. Wow. Em có một cái model của cái hội chợ Tết Trung Thu. Thì ở đây, gần ở đây here, lean up like this, hold it up like this. Put your hands. Okay, ở đây mình có cái cổng vào. Mình có gian hàng nem nướng. Có gian hàng bô bà. Có gian hàng bánh trung thu và có gian hàng gỏi cuốn. Ở đây mình có sân khấu và các diễn viên ở trên này. Very artsy và mình có người bán hàng nữa. Đây, cái đèn này rất là công phu. Và mình cũng xài đèn pin. This is very pretty. Thank you, Nicole. Okay, go back to your place. Okay, guys.
Little one, you need mommy and daddy. The big one can follow the dragon, okay? Little one, wait for mommy and daddy. Please come get your kids. All right. Kids, follow the dragon for the lantern. Walk around. Thank you.
xong rồi mọi người ơi, bây giờ đi về thì ghé cái quán cô này lấy đồ. Cô ơi, đồ của con đâu? Con tên gì? Tên Trâm. Trời ơi, xém xíu là cô Giao đem về luôn không? Không phải cô. No, tên Trâm, tên này Trang. Trang. Trâm, tên Trâm. Còn nhiều quá, mai bán lại con. Rồi, thank you cô. Cái này Trâm đó. Dạ, dạ. Rồi con đi về. Ok. Bye bye cô nha. Ok, cảm ơn con. Dạ. Thôi đi về bà con ơi. Nãy giờ chơi vui quá, vui luôn rồi. Mua một quá trời đồ luôn nãy không? Giờ xin mình xin tạm dừng cái video này nha. Có gì hay mới lạ mình chia sẻ tiếp. Bye bye bà con cô bác.